Vũ Trường Baby xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chương trình giao vũ thứ bảy tuần này 24 tháng 8 năm 2013 với hai tiếng hát đặc biệt Kasim Hoàng Vũ và Lam Anh trẻ trung nóng bỏng cùng với các ca sĩ của Vũ Trường như Nguyên Giang, Ngọc Thu, Nhật Khoa, Tố Nhi, Tuyết Châu và Hoàng Phong. Giá vé mua trước chỉ có 20 Mỹ Kim, mua tại cửa thêm 5 Mỹ Kim. Vé có bán trước tại cà phê Thanh Quỳnh, Chi Quán, nhà hàng Tao Ngộ, Phương Mi Video và tại Vũ Trường Baby. Vũ Trường Baby lớn, đẹp, ca sĩ hay, âm thanh ánh sáng hoàn hảo, chắc chắn sẽ cống hiến cho quý vị một đêm giao vũ tuyệt vời.